Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị theo dõi phần tin y học của bác sĩ Trần Văn Sáng về bệnh ung thư và truy tầm bệnh ung thư vú. Kính mời quý vị theo dõi. Xin kính chào quý khán giả của Đài SBTN ở khắp mọi nơi. Lần nữa tôi xin hân hạnh được trở lại trong cái chương trình nói về ung thư và truy tầm ung thư vú. Ngày hôm nay tôi sẽ trình bày những đề chẩn đoán, làm thế nào chẩn đoán và chữa trị ung thư vú. Thì trong cái phương pháp chẩn đoán thì chúng ta có nhiều phương cách, nhưng một phương pháp mà đơn giản nhất là khi đã tìm được một cái nơi nghi ngờ ở cái ung thư vú bằng mammogram, thì người ta sẽ tìm cách để lấy cái nơi nghi ngờ đó để mà làm chẩn đoán cho nó chính xác. Thì một phương pháp mà thông dụng nhất, đơn giản nhất là thực sự hút tế bào để thử, gọi là needle aspiration biopsy ở cái nơi bị ung thư. Và nếu phương pháp đó không có được chính xác thì trong trường hợp khó khăn thì lại phải sử dụng một hệ thống siêu âm để định cái vị trí của cái nơi để mà làm sinh thiết, gọi là core needle biopsy. Quý vị sẽ thấy trước nhất người ta sẽ dùng phương pháp để dùng cái siêu âm để xác định cái vị trí, sau đó dùng cái kim thật là to để mà rút cái nơi mà nghi ngờ ung thư ra. Thì đó là phương pháp gọi là sử dụng siêu âm để mà hướng dẫn. Trong hợp khó khăn hơn thì lại phải sử dụng phương pháp giải phẫu nhỏ để mà cái người thầy thuốc sẽ tìm ra. Sau khi mà tìm được cái ung thư rồi thì chúng ta sẽ bàn tới vấn đề chữa trị như thế nào. Trên cái màn ảnh mình sẽ thấy cái vùng đỏ là cái nơi mà sẽ được lấy ra ngoài bằng phương cách là cắt bỏ toàn bộ cái vú bên đó, gọi là total simple mastectomy. Tôi sử dụng những chữ này để quý vị hiểu được cái ngôn ngữ trong y học như thế nào. Mastectomy là cắt toàn bộ, và những cái nơi vùng xanh đó là những cái hạch. Thì khi cắt bỏ như vậy thì người ta cũng phải cắt bỏ tất cả những cái hạch ở trên vùng nách nữa. Thì như vậy thì cái vùng bị cắt bỏ lấy hạch để mà làm sạch tất cả những cái nơi bị ung thư. Trong trường hợp mà phương pháp xưa cũ nhất gọi là radical mastectomy, tức là người ta sẽ lấy tất cả những hạch cổ, lấy tất cả những hạch nách, lấy cả những hạch ở trong ngực và cắt bỏ toàn bộ cái vùng ngực bên đó. Đó là phương pháp đã sử dụng rất là xa xưa, trên 20 mấy năm nay, và hiện nay rất là ít được sử dụng ở tại Hoa Kỳ. Phương pháp mới sử dụng như quý vị thấy trên hình ảnh cũng có dùng màu hồng và cái dùng màu hồng đậm hơn. Đó là cái nơi mà thực sự khi mà phương pháp xưa dùng cái mastectomy cắt bỏ vú, nhưng mà hiện nay người ta không có cắt bỏ vú nữa, người ta chỉ cắt bỏ cái bướu ung thư bằng phương pháp giải phẫu rất là đơn giản, rất là nhỏ, gọi là lumpectomy. Và khi cắt bỏ vú như vậy thì cái phần rắc rối của người thầy thuốc là làm thế nào để tái tạo một cái vú cơ phần còn lại. Thì quý vị thấy sau khi đã cắt bỏ cái vú như vậy rồi thì phải cắt một cái phần da ở dưới bụng để tạo ra một cái vú giả. Đó là cái phần mà da đã bị cắt, và sau cùng dùng cái da dưới bụng để mà tạo ra một cái hình, một cái vú nhân tạo, thì gọi là tái tạo vú. Như quý vị thấy trên hình ảnh, trong tất cả phương pháp sau khi giải phẫu thì chúng ta sẽ nói tới phương pháp điều trị bằng hóa chất chemotherapy. Đó là một cái sử dụng những cái chất để mà tiêu diệt tất cả những cái tế bào ung thư, nếu nghi ngờ ung thư đã di chuyển ra khỏi vị trí của vú thì chúng ta gọi là chemotherapy. Từ thường quý vị đã nghe biết là có nhiều cái phản ứng phụ vân vân, nhưng mà đó là cái điều quan trọng cần phải sử dụng. Và cái điều hiện nay người ta được sử dụng nhiều hơn đó, dùng cái chất phóng xạ radiation để tiêu diệt những cái tế bào ung thư còn sót lại trong khi giải phẫu. Dù giải phẫu nó nhỏ như là lumpectomy hoặc là cắt vú, nhưng mà phần lớn những bệnh nhân đều nhận được cái chất phóng xạ để tiêu diệt những cái tế bào tại chỗ trước khi bàn về vấn đề chemotherapy. Hiện nay chúng ta sẽ có một cái vấn đề điều trị mới, gọi là điều trị thuốc để ngừa ung thư tái phát dùng hormone therapy. Quý vị nhớ là cái ung thư vú nó phần lớn nó lại thuộc vào chất estrogen trong cái cơ thể của chúng ta. Và hormone therapy
chỉ là phương cách điều trị bằng kích thích tố để làm giảm hay ngăn hoạt động của estrogen, kể cả đôi khi phải cắt bỏ cái buồng trứng là cái nơi sản xuất ra estrogen. Và tất cả những cái thuốc để mà ngăn chặn estrogen này có nhiệm vụ làm giảm cái chất estrogen trong máu, hoặc là chặn cái estrogen không có cho nó tác động lên cái tế bào ung thư để mà ngăn ngừa tái phát. Đó là nhiệm vụ của hormone therapy. Và pháp mới nhất hiện nay gọi là target therapy. Target tức là cái mục đích, mục tiêu. Người ta chữa trị nhắm vào tiêu diệt tế bào ung thư dùng monoclonal antibody để ngăn chặn tế bào ung thư. Monoclonal antibody là một cái chất đặc biệt, nó tạo ra từ cái tế bào ung thư vú. Và trong cái môi trường thí nghiệm, người ta đã tạo ra những cái kháng thể để chống lại cái phần bên ngoài của tế bào ung thư. Chính vì vậy khi bơm vào cơ thể, cái chất antibody này sẽ đi tìm những cái tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể để tiêu diệt nó, và đồng thời cũng ngăn chặn cái chất ung thư làm ung thư tăng nhanh, đó là growth factor protein, HER2, để mà không làm cho cái tế bào ung thư đó tiến triển được nữa. Thì đó là một phương cách chữa trị trong tương lai. Hiện nay rất có nhiều những cái thuốc đang được nghiên cứu, và hy vọng là trong tương lai cái vấn đề chữa trị ung thư vú bên cạnh giải phẫu, bên cạnh chemotherapy, bên cạnh hormone therapy, chúng ta sẽ có một cái phương pháp cuối cùng để mà giúp cho người bệnh bị ung thư vú có cơ hội để mà sống nó kéo dài hơn và có cơ hội để mà chữa hết bệnh. Thì hiện nay tóm tắt lại, khi chúng ta biết về ung thư vú chúng ta sẽ phải làm gì? Cần khám cực sớm để tìm ung thư, đó là cái lời khuyên tôi đối với tất cả quý vị và bà cha. Giúp tìm ung thư sớm sẽ giúp chúng ta sẽ có kết quả thành công sớm khi chữa bệnh sớm. Đặc biệt với tất cả những phương pháp hiện nay chúng ta có, thì hy vọng những người bị ung thư vú không còn phải là một nan đề lớn nữa, mà vẫn có cơ hội để mà được chữa khỏi bệnh. Và như vậy, giống như ông bà mình đã nói, phòng bệnh hơn trị bệnh. Trong tất cả thầy thuốc đều khuyên quý vị là chúng ta nên phòng bệnh hơn để trị bệnh bằng cách là đi làm mammogram sớm theo đúng cái tiêu chuẩn mà được hướng dẫn. Thì tôi nghĩ đó là cái điều mà cần nhất mà tôi khuyên tất cả quý vị khán giả nghe, dù là đàn ông đàn bà, nhưng chúng ta sẽ khuyên bảo nhau và nhắc nhở nhau để làm những cái chuyện này. Chương trình của chúng tôi đã chấm dứt ở đây. Và một lần nữa xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi của chương trình ngày hôm nay. Mình xin hẹn lại mỗi tối thứ sáu đầu tháng vào lúc 8:30 tối. Và nếu quý vị muốn xem lại, xin vào trang mạng Google, đánh chữ bản tin đi học hoặc đánh chữ VATV Online. Quý vị sẽ tìm thấy hầu hết những cái chương trình đã được chiếu trước đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị phần tin IV News với Thu Thủy về virus Zika. Theo CBS News, thì virus Zika đã lan tràn rất nhiều nơi trên toàn tiểu bang Florida. Thống đốc của tiểu bang, ông Rick Scott xác nhận vào hôm thứ Ba là đã có 5 ca nhiễm không phải do du lịch. Trong đó, lần đầu tiên, một ca nhiễm đã xảy ra tại khu vực Tampa Bay, chính xác là tại quận Pinellas. Tuy vậy, các viên chức chính phủ chưa công bố đây là khu vực truyền nhiễm mới vì họ nhận thấy có khả năng rằng cư dân này đã bị nhiễm virus ở một quận lân cận. 4 ca còn lại có liên quan đến mũi ở khu nghệ thuật Miami Wynwood. Đây thật ra không phải là việc bất ngờ gì vì mũi Aedes phát triển mạnh trong môi trường ấm và ẩm, mà khí hậu của Florida ẩm và ấm hầu như quanh năm. Cộng thêm, tại đây có nhiều du khách qua lại từ các nước bị ảnh hưởng nặng nề như Latin America và the Caribbean. Nhưng rất nhiều trường hợp xảy ra trong một thời gian rất ngắn như thế này là điều đáng lo ngại khi tiểu bang chủ yếu dựa vào ngành công nghệ du lịch. Tường trình từ phóng viên David Becknott của CBS News tại Florida. Nhiều công chức tại địa phương đang đi đến từng nhà để khảo sát giúp tìm ra nguồn gốc về việc người bị nhiễm là do một khu vực Zika mới, hay là bệnh nhân đã du lịch đến miền nam của tiểu bang Florida, hoặc họ đã chung đụng với người đã bị nhiễm virus Zika. Trong khi chỉ xảy ra triệu chứng nhẹ ở hầu hết mọi người, thì virus Zika lại gây ra dị tật bẩm sinh liên can đến não một cách trầm trọng ở những thai nhi. Ước tính theo thống kê về sinh học tại trường Đại học Florida và các tổ chức khác vừa được công bố vào ngày 23 tháng 8 năm 2016, thì gần 400 trường hợp nhiễm virus Zika không liên can đến vấn đề du lịch có
có thể sẽ xảy ra tại Florida trước khi mùa hè kết thúc. Thông báo, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, tức Lao động Việt, tổ chức kỷ niệm 10 năm hoạt động tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia, 22042, vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2016, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Báo cáo 10 năm hoạt động, trưa 12 giờ đến 1 giờ trưa dùng cơm, 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa, thuyết trình do giáo sư Đoàn Viết Hoạt điều hợp, thành lập công đoàn tự do tại Việt Nam theo TPP, 3 giờ trưa đến 4 giờ trưa thành lập ban tham vấn lao động Việt. Xin liên lạc Jackie Bong, điện thoại số 571-422-5704. Happy Labor Day! Thanh Trang tưng bừng đại hạ giá, tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ Sáu đến thứ Hai ngày 5 tháng 9. Nhiều sản phẩm đặc biệt ưu tiên cho khách hàng đến sớm. Thứ Sáu, TV Sony 32 inch 68 đồng. Máy massage chân Dr. Fuji 68 đồng. Thứ Bảy, máy massage chân Dr. Fuji 68 đồng. TV Sony 40 inch 98 đồng. Đũa inox 5 đôi 2 đồng. Máy làm sữa đậu nành và tofu 249 đồng. Inada Medical Chair của Nhật 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền lời. Niệm Rembrandt Timber Visit 125 đồng một tháng. Niệm thiên nhiên Magnifresh 100% Italy trị đau lưng 2999 đồng. Tặng bộ giường 1500 đồng. Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy 35% off tặng TV, Lobo, Karaoke. Máy rung tăng mở giảm cân bớt 1500 đồng. Tặng nồi thủy tinh của Pháp. Chảo Korea, nồi cơm điện Japanese 15% off. Sembo dược thảo Hàn Quốc 3 chai 25 đồng. Sony 40 inch 268 đồng. SBR 4K 65 inch siêu mỏng 1498 đồng. Telecom 703-237-8999, 703-237-8999. Chương trình tìm hiểu về nha khoa với chủ đề 10 điều cần biết khi tham vấn với nha sĩ sẽ phát hình vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 10. Kính mời quý vị đón xem. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SPTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.